Măng Đen, nàng công chúa ngủ trong rừng. Măng Đen là thị trấn huyện lỵ của huyện Công Long, tỉnh Kon Tum, là một cao nguyên thuộc dãy Trường Sơn với độ cao trên 1.000m và khí hậu quanh năm ẩm lạnh và mờ sương. Người dân địa phương thường ví von rằng Măng Đen 9 tháng mưa, 3 tháng nắng cũng bởi vì lý do này. Tên gọi của thị trấn phát xuất từ tên Măng Đen của người Mơ Năm, có nghĩa là dùng đất bằng phẳng và rộng lớn. Thị trấn Măng Đen nằm phía nam huyện Công Long, trên cao nguyên Măng Đen, ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển. Thị trấn có quốc lộ 24 đi qua, nằm cách thành phố Kon Tum khoảng 50 km về phía đông bắc và cách thành phố Quảng Ngãi 140 km về phía tây nam. Do nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, được các dãy núi cùng quần thể thực vật rừng nguyên sinh bao quanh, thị trấn có nền khí hậu miền núi ôn hòa và mát dịu quanh năm. Bên cạnh thảm rừng nguyên sinh, cảnh quan thiên nhiên nơi đây còn thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nông nghiệp cây xứ lạnh. Nguyên liệu do độ ẩm cao và thổ nhưỡng phù hợp. Địa hình ở đây đa phần gò đồi thấp cùng hệ thống sông suối và nhiều hồ thác nước. Ngay từ những thập niên đầu của thế kỷ 20, người Pháp đã đến Măng Đen khảo sát, đưa cây thông vào trồng với ý định xây dựng một trạm nghỉ dưỡng trên vùng đất này. Vì khí hậu và cảnh quan đặc biệt có nhiều nét tương đồng với Đà Lạt nên nơi đây được ví như là Đà Lạt của vùng Bắc Tây Nguyên. Và hiện nay, Măng Đen đã được quy hoạch để trở thành khu du lịch sinh thái quốc gia. Măng Đen đẹp, một nét đẹp có thể khiến bất kỳ ai nao lòng khi bất chợt nghiêng nhìn qua những khúc cua gấp, khi chạy chiều cho kịp buổi hoàng hôn, nhìn xuống bảng với ánh nắng vàng, những mái tranh mập mờ giữa màu xanh rừng núi và cột khói bếp nhà mờ ảo. Một ngày tháng 3, trong khi đồng bằng đã nồng nàn bước vào mùa hạ, thì Măng Đen dẫn đón chúng tôi bằng cái không khí mát lạnh và một bầu trời đầy nắng vàng. Một không gian không thể nào đẹp hơn. Sân, chầu bánh canh nồi đất nóng hổi, ba anh em vào thác Ba Sĩ, hoa lá thanh tân, suối thác rì rào và những người phục vụ rất thân thiện. Món ăn thì lại rất ngon. Gà, heo nướng, cơm lam. Giá cả thì phải chăng, du khách lại không đông vì là ngày thường. Thế là lại có một ngày đáng nhớ. Măng Đen giờ vẫn còn vừa xa xôi vừa cách trở, như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Tuy có chút cô đơn, có chút quạnh hiu, nhưng nhờ vậy mà vẫn còn nhiều nét tự nhiên của cỏ lá hoang vùng, chứ không chỉ bị bê tông hóa đến ngộp thở như Đà Lạt hay Sapa. Đêm Măng Đen se lạnh, trong ánh đèn vàng ấm của Sun Villa Homestay, những nguồn rượu nồng bên nồi lẩu cay, rồi bữa trà với những người bạn mới, tiếng đàn chừng đã lâu chưa so phiến trong tình bằng hữu tri âm La Cà lại một lần ngân nga với bài thơ cũ: gửi khắp muôn phương màu cố quận, mình về khăn áo tím đầy thu, nghe ngân hát một bài phong lữ, kể chuyện trăm năm cuộc lãng du. Cũng rất mong rằng rồi sẽ có dịp trở lại với Măng Đen.